Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ chia tử và mẫu cho sin alpha. Tiếp tục, cái cục này sin alpha chia sin alpha chúng ta có số 1 tương tự cục dưới. Cotan alpha chia cho sin alpha chúng ta sẽ đổi thành cotan alpha. Đó chính là cái cục này. Chúng ta có cotan alpha chính là 1 chia cho 3. Chúng ta thấy cái con số này vào đây. Và chúng ta chỉ cần bấm máy tính. Chúng ta ra 13. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.